đi với ai? Dạ em đi với mẹ với dì. Ồ có mẹ đây hả, hay quá. Sơ bộ thì thấy được rồi đó. Sơ bộ. Với lại con cô thì nói chung là cũng rất là thật thà. Nói sao là hiểu vậy, không có nhạy về tâm lý phụ nữ ha. Cho nên là cái gì là nói thẳng vậy đó. Thấy quê ở Nghệ An như vậy là có gia đình ở đây không, hay là con vô đây một mình? Bố mẹ thì ở quê hết ạ. Ở Nghệ An thì nó ha, dạ đúng rồi, thấy xa quá à, lại đi say xe dữ lắm. Thì máy bay ra Vinh có một tiếng đồng hồ à, tới Vinh rồi. Tới Vinh đi thêm 60 cây số nữa tới Yên Thành cũng không xa lắm đâu. Không thì bây giờ nói chung là do hai đứa thôi à. Dạ. Đã, nếu gì thì mình cũng phải cố gắng khắc phục vậy. Dâu thôi. Xinh lắm ma. Rồi dạ cảm ơn cô. Mình có đi với ai không? Dạ em đi với dì em ạ. Nói về cháu của em thì từ nhỏ đến lớn là đi học rất giỏi, học đại học cũng 5 năm liền học bổng lận. Dì thấy bạn trai bên này cũng hiền, cũng thật thà. Dạ cảm ơn dì. Rồi bây giờ cho hai trẻ gặp mặt, quan trọng là hai bạn hết. Kéo màn lên. Quà tặng em. Anh thấy em thế nào ạ? Có giống như trong tưởng tượng của anh không? Thì nói chung về ngoại hình thì có hơn tưởng tượng à. Cái nhìn đầu tiên thì sao ạ? Thì thấy anh, em thấy anh thấy thì ngoại hình thì cũng hơn mong đợi rồi. Tính cách thì anh thấy cũng nhu mì cũng được, không có nóng tính, nhìn các bạn nóng tính mà. Em thì thẳng tính thôi, còn nóng thì em không nóng đâu. Ví dụ bạn nam mà nóng thì thôi em bỏ đi nơi khác à. Anh có thích trẻ con không ạ? Anh thích á, trẻ con cũng thích anh lắm, anh đi chơi anh thấy vui lắm. Dạ. Thì sau này nếu mà mình quen nhau rồi thì một tuần em muốn thích đi chơi bao nhiêu lần? Em thì thường được rảnh thứ bảy chủ nhật, còn ngày trong tuần thì thường buổi tối thì em có đi học nữa. Đi làm về thì em mệt, em cũng không muốn đi đâu đâu. Bạn nam nói một câu gì tình cảm đi. Thì hôm nay lên chương trình này thì gặp em anh rất là vui. Anh muốn là cái niềm vui này nó sẽ có thêm rất nhiều lần nữa. Hợp không? Nói gì về chào gì vài câu trước đi, mình đằng trai chào gì đó. Dạ anh chào gì vậy? Thống rất hiền, rất ngoan. Và nhiều khi nói chung là hiền quá cũng dễ bị bắt nạt, cho nên cháu cũng đừng bắt nạt cháu gì. Dạ cái đó thì chị an tâm gì, tại con thì cũng không có dữ lắm gì. Con ở trong ti cũng thường hay nhìn nhịn mọi người vậy. Vậy thì được. Ông này nó chán ghê luôn á. Vậy mới ế chị. Vậy mới ế, đúng rồi, bỏ tay ra sau đi. Để tay đi, bấm đi bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. Nãy giờ chúng ta cũng đã trao đổi được ít phút và cũng hiểu nhau được phần nào. Gì vậy? Muốn ủa? Vợ lắm rồi. Lão. Ủa sao vậy Tiến? Vậy là phạm luật rồi đó, là thôi rồi đó. Một, hai, ba. Nôn lắm rồi ha. Trời ơi. Nôn quá rồi, tính sớm đi. Ủa ai kêu nắm tay vậy? Em tự xử vậy, em tự xử. Tự bấm tự nắm tay luôn vậy đó hả? Sao nắm thấy sao? Hả, Nghệ An với Sài Gòn thấy nó gần nhau không? Cái quê nó không gần, quan trọng anh. Người gần là được rồi. Bạn gái cười tươi quá nha. Này hợp rồi nha. Giống nhau. Dễ cưới sớm lắm mà. Không có con cái thôi. Em thấy bạn nó run lúc. Không sao, không sao. Bên này đi. Ôm này, ôm tay chứ không ôm cháu chi. Né anh là kỳ. Có làm lại không nghe hay là làm lại. Có làm lại không? Làm lại đi. Có làm lại không nữa. Đồng ý hẹn hò. Bọn trẻ yêu nhau quá rồi. Đây là những chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có không gian lãng mạn để tìm hiểu kỹ hơn nữa. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây, quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh với các thương hiệu của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Chúc hai em sẽ sớm báo tin vui cho chương trình nha. Rồi, cảm ơn hai em.